Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend. Nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong One Piece. Vậy cho nên, anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vậy là cuối cùng, những thông tin cơ bản đầu tiên của số 3 là One Piece chapter 1061 cũng đã được xuất bản với rất nhiều thông tin thú vị và hấp dẫn. Và tôi cũng đã có một vài video cập nhật những thông tin này đến với anh em. Và mới đây, nhà cung cấp thông tin The Dawn đã thông báo rằng tuần này sẽ không có những thông tin chi tiết về đầy đủ của chapter này, mà thay vào đó sẽ là bản ram của chapter này. Và cho nên đêm qua tôi đã cố gắng tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến chapter 1061 này để làm một video thông tin chi tiết đầy đủ gửi đến anh em. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin chi tiết và đầy đủ của chapter 1061 vô cùng hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Ngoài ra anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trang bị của chapter 1061 này tiếp tục là cover story về quân đoàn Gate Man 66. Theo đó, những anh chị em của Sanji đã cùng với Caesar Clow chạy trốn khỏi đảo bánh lãnh địa của Thú Hoàng Big Mom. Tên tiêu đề của chapter 1061 này là Eshet, hòn đảo của tương lai. Và đây chính là hòn đảo mùa đông thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Vegapunk. Và đây cũng chính là hòn đảo mà bạn hải tặc Mu Rơm sẽ đặt chân đến. Và có một sự trùng hợp thú vị là quê hương của tiến sĩ Vegapunk cũng là một hòn đảo mùa đông. Và đó là nơi thành đóng tàu bạn hải tặc Mu Rơm Franky đã ở và nâng cấp cơ thể trong suốt khoảng 2 năm time skip. Với việc đặt chân đến hòn đảo mới này thì có thể thấy đây sẽ là nơi nâng cấp sức mạnh cho Franky thời đóng tàu bằng hải tặc Mu Rơm. Ngoài ra còn có một người nữa cũng mang sức mạnh khoa học, đó là Sanji, con trai của Vimortress, người đã từng có thời gian làm việc chung với tiến sĩ Vegapunk nhiều năm về trước. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước. Luffy sử dụng một tay để cứu Bonnie, còn tay kia để cứu Chopper. Tuy nhiên cả Luffy, Chopper và Bonnie đều rơi khỏi tàu bằng hải tặc Mu Rơm và tất cả cùng nhau rơi xuống biển, khiến tất cả những thành viên trong bằng hải tặc Mu Rơm vô cùng lo lắng. Trong khi đó, dưới mặt nước của tàu Sunny xuất hiện một con cá mập to lớn tấn công các thành viên trong bằng hải tặc Mu Rơm. Tuy nhiên tàu Sunny đã né được và nhanh chóng chạy qua đó, nhưng con robot cá mập vẫn sử dụng đại bác để tấn công bằng hải tặc Mu Rơm. Và hình dáng của con robot cá mập rất giống với con tàu mà Franky đã chế tạo. Đến rồi sau đó, đòn tấn công tiếp theo của nó đã trúng vào thân tàu của bằng hải tặc Mu Rơm, khiến tất cả những thành viên trong bằng hải tặc Mu Rơm rơi xuống biển. Còn về phần Zimbe, sau khi thấy Luffy, Chopper và Bonnie rơi xuống biển thì Zimbe đã ngay lập tức nhảy xuống để cứu ba người, vì cả ba đều là những người sở hữu năng lực trái quỷ. Đến rồi sau đó, con robot cá mập này tấn công luôn Zimbe, Luffy, Chopper và Bonnie. Còn con tàu Sunny thì bị chìm xuống đáy biển. Bất chợt, một con robot khác xuất hiện và tấn công con robot cá mập, khiến nó vô cùng bất ngờ. Còn các thành viên trong băng hải tặc Mu Rơm thì cũng đã ở dưới đáy biển. Chúng ta thấy Nami và Zoro đang bơi, còn Usopp thì gần như bất tỉnh. Sanji thì vẫn quen thuộc với công việc của mình, cẩm Nico Robin, một thành viên trong băng hải tặc Mu Rơm cũng sở hữu năng lực trái quỷ. Chuyển sang một diễn biến khác của chapter, trong một căn cứ hải quân gần đó, chúng ta thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ từng bị bắt cóc và làm vật thí nghiệm cho nhà khoa học Caesar Clow tại bên Hazard. Một vài đứa trẻ đã trở lại bình thường sau khi được tiến sĩ Vegapunk chữa trị. Ngoài ra, chúng ta còn thấy Tatsugi cùng với một vài thành viên của tổ chức SWAT cũng đang ở đó. Và đây có thể là căn cứ chính của tổ chức hải quân bí mật này. Sau đó, một nhân vật nữ mới xuất hiện có mái tóc ngắn và đen đang nói chuyện với Tatsugi, và cô gái này có tên là Dole. Tiếp theo, chúng ta thấy Hemepo đang khóc lóc cùng với một cô gái tên Skydad. Tất cả đều là những thành viên của tổ chức bí mật hải quân ngầm SWAT. Sau đó lần lượt chúng ta thấy những thành viên tiếp theo của tổ chức này. Một nhân vật mới xuất hiện và đang ngồi trên ghế, có mái tóc che đi cặp mắt của mình, có tên là Pringurus. Hepipo đang kể và khóc lóc cầu xin người này mượn những tay người máy Serabim của tiến sĩ Vegapunk để đi cứu và mang Kobe trở về. Tuy nhiên người này đã nói rằng muốn làm như vậy phải có mệnh lệnh từ tổng bộ hải quân, tức phải thông qua tầng sơ đô đốc Akainu mới có thể hành động được. Vậy là người mà Hepipo yêu cầu mượn những tay người máy Serabim của tiến sĩ Vegapunk không phải là người đứng đầu tổ chức SWAT mà như tôi mong đợi trước đó. Và chúng ta vẫn chưa biết được người đứng đầu tổ chức này. Bởi trước đó, tất cả chúng ta đều thấy sức mạnh của tổ chức CBRO thuộc chính quyền thế giới, tất cả đều rất mạnh. Và tôi hy vọng người đứng đầu của tổ chức hải quân ngầm SWAT này là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong hàng ngũ hải quân, ví dụ như cựu tiến sĩ đô đốc Sengoku hay tổng tư lệnh Kong. Diễn biến tiếp theo chỉ sát cánh một hoạt động gần đó, chúng ta thấy Zimbe, Luffy, Chopper và Bonnie đang xuất hiện. Sau khi được Zimbe giải cứu, tất cả đã an toàn. Bonnie đã trở lại hình dạng bình thường của mình, và cô nàng này đang thay đồ. Và thành thật mà nói thì mè lem. Và tôi thật sự lo lắng cho Sanji và Brook ngay lúc này. Liệu Chopper có đủ máu để thay cho Sanji hay không đây? Quay trở lại với diễn biến của chapter, Luffy đã trở lại vui vẻ như bình thường, còn Chopper thì đang rung những cọng lông trên cơ thể của mình để cho cơ thể khô đi. Zimbe thì vẫn ngồi đó và không nói gì. Nhìn vào khung tranh này, bạn thấy có điều gì thú vị không? Cơ thể Luffy ngay lúc này được Oda khắc họa tương tự như hình ảnh ghi năm lúc vừa mới thức tỉnh từ trái quỷ Hitohito no Mi model tầng mặt trời Nika. Sau đó Zimbe hỏi vì sao Bonnie lại xuất hiện ở hòn đảo này và đây là đâu. Sau đó Bonnie cho Luffy, Zimbe và Chopper biết rằng đây là hòn đảo của tương lai Eshet, thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Vegapunk.
và tôi muốn nói một chút khi nhìn vào khung tranh này. Theo đó thì tôi cho rằng rất có thể đây là hòn đảo mà Ytrek đã đồng độ với Scott 2 năm trước. Và đây cũng chính là hòn đảo mùa đông mà Tứ Hoàng Cà Đông Bách Thú rất yêu thích. Nếu những suy nghĩ của tôi là đúng thì đây sẽ là nơi chúng ta biết thêm nhiều hơn nữa về Tứ Hoàng Cà Đông Bách Thú, cũng như lý do vì sao Cà Đông Bách Thú rất thích hòn đảo này. Và cũng không phải ngẫu nhiên, ngay sau khi rời Quan Đô, hòn đảo này chính là điểm đến tiếp theo của bàn hành tập Mũ Rơm. Chắc chắn phải có một thứ gì đó liên quan tới Cà Đông Bách Thú. Nhưng đó là câu chuyện của những chapter tiếp theo. Còn hiện tại, chúng ta hãy quay trở lại với con tàu Sunny, cùng với đó là một vài thành viên của bàn hành tập Mũ Rơm. Vậy là cuối cùng, con robot người máy lúc nãy tấn công con robot cá mập đã xuất hiện và cứu lấy con tàu Sunny. Những thành viên còn lại trong bàn hành tập Mũ Rơm khá bất ngờ với con robot này. Frankie, Usopp thì khá thích thú với con robot này. Và có một điều thú vị nữa, nếu bạn để ý sẽ thấy con robot này tương tự như Frankie của bàn hành tập Mũ Rơm. Và gần như chắc chắn đây sẽ là nơi nâng cấp sức mạnh cho Frankie thời đóng tàu bằng hải tặc Mũ Rơm. Ngoài ra còn có một người nữa cũng mang sức mạnh khoa học công nghệ, đó là Sanji, con trai của Vinmortet. Quay trở lại với diễn biến của chapter, chúng ta thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ con robot này. Và cô gái này tự nhận mình là tiến sĩ Vegabin, một thông tin khiến tất cả chúng ta vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Vegabin là nam chứ không phải là nữ. Từ Gobi cho đến đô đốc phổ tím Fritora hay thậm chí là đô đốc màu xanh Aramaki đều gọi Vegabin là ông. Liệu cô gái này có phải là một phiên bản giống Yamato tại Wano hay không? Hay sẽ có một thân phận nào khác? Và gần như chắc chắn cô gái này không phải là robot do tiến sĩ Vegabin tạo ra như nhiều người đã dự đoán trước đó. Và theo những mô típ trong Wano thì tôi dự đoán rằng cô gái này rất có thể là con gái của tiến sĩ Vegabin, hoặc xa hơn nữa là cháu gái của tiến sĩ Vegabin. Còn nếu đây là tiến sĩ Vegabin thật sự thì tôi nể phục Oda, ông bẻ lái quá gắt anh em ạ. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1061 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau không có chapter mới. Trên đây là những thông tin chi tiết và đầy đủ của One Piece chapter 1061 được mình tìm kiếm và tổng hợp lại trên các diễn đàn One Piece trong và ngoài nước. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.